Ok, cô lên em. Hôm nay sẽ chơi thử một con game mới là con game Jumanji. Game này thì mới ra mắt trên Steam gần đây thôi. Đây. Hiện tại hình như cũng đã có bán thuốc rồi. Tôi thì cũng đi xin ghi thôi. Chưa có review nào cả. Vậy là không biết là game ra mắt rồi mà. Ngày 3 tháng 11 là cách đây cũng ngày, sao chưa có review nào ta? Lượng follow thì cũng tương đối cao đó, nhưng mà hiện tại không không review. Là chắc con game này cũng lọt vô cái mà Shadow Ban của Steam rồi. Khá đáng buồn cho con game luôn. Game thì làm cũng tương đối ổn áp hết á. Coi thử cái tên nhà phát hành này không. Đây, nhà phát hành thì cũng có rất nhiều con game nè. Đa số là mấy con game tươi tắn dạng mà Koji trẻ em á. Gái dễ thương nè. Có cả siêu anh hùng này nữa nè. Anh hùng mặt nạ. Jumanji này thì chắc anh em biết qua cái thể loại của nó chứ gì. Hầu hết chúng ta biết là qua mấy cái phim gần đây của mà The Rock đóng á. Còn lại là lúc trước là cái bản gốc của nó từ năm 199 mấy đó. Không nhớ nữa, để coi thử coi. 1995 là lúc đó là hồi còn coi trên cái băng á. Ủa, đúng rồi, trên cái băng mà đầu tiên là lúc đó ra cái bờ sông, hình như là nhặt được cái quyển sách thì Jumanji thì sau đó đem về nhà. Trong đó mở rất nhiều trò chơi luôn. Thì sau này nó đã nâng cấp lên một phần mới là cái phần đóng của mà đầu gốc. Là đây, con game này được làm lên cái phần đó. Con game này thì có một điều khá đáng buồn là nó chỉ hỗ trợ tay cầm thôi nha. Anh em phím chuột thì không thể chơi được. Nó ghi là không support thôi. Nhưng mà tôi không biết có cách nào chống chế để chơi được không. Hoặc là anh em có thể mà dùng mấy cái phần mềm á, pin cái nút trên cái bàn phím thành cái tay cầm cũng được nữa. Hơi chống chế một chút, nhưng mà chắc cũng vẫn có thể chơi được này. Game này có single player chứ mà chia sẻ màn hình nha. Tức là một con game anh em có thể chia hai người chơi được. Hay là phải mua hai game ta? Cái đó là tôi không biết nữa. Kỳ thì chỉ có một cái thôi. Rồi, bây giờ coi thử cái trailer vô game. Game này 7 tuổi là chơi được anh em. Đồ họa thì đương nhiên là mấy cái dòng game này nó không được đầu tư cho nhiều rồi. Nhưng ít ra còn đỡ hơn Sà Công với Island này đó. Ừ, có cái đánh boss kìa. Thường co-op á thì mấy con game nhỏ nhỏ như thế này nó làm không có tốt đâu, nhất là khi anh em chơi một mình á, thì không biết nó có cân bằng độ khó với số người chơi không. Giống như con quái chỉ có 100 máu đi, mà anh em co-op hai người thì con quái nó sẽ lên 200, 250 máu. Nhưng mà nếu không á thì anh em chơi một người mà đánh con boss bằng cái số lượng 4 người thì chết luôn. Không biết tỷ lệ độ khó nó xuống kè lên không. Em đợi tí, tôi bật cái team mobile rồi tôi tắt nhé. Colombia. Cái tấm hình Colombia nãy là cái em đã chụp trong một lúc rất là vội vã trong cái giờ đi làm thêm á. Chỉ kịp chạy lại cái chỗ đó cầm cây đèn giơ lên chụp thôi, nhưng cuối cùng nó thành cái biểu trưng của cái dòng phim luôn. Setting cái này rung á, rung thì không cần rung đâu, độ sáng cao lên sâu hốt. Game này hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ nha, tôi thấy nãy tới mười mấy ngôn ngữ đó, nhưng mà rất tiếc một điều là không có tiếng Việt của chúng ta thôi. Âm thanh như thế này tôi thấy ổn rồi đó. Vixen Shadow. Nó chỉ có là một là tắt nè, còn hai là thấp, ba là bình thường, bốn là ultra luôn, chứ nó không có mức hai vậy chứ anh á. FXAA đi cho nó nhẹ, SMMA thì tùy một số con game nó sẽ đẹp hơn. Cái này dạng như cái góc của cái Tetsuya thôi. Game này chắc không nặng đâu nên để vui đi. Lộ D là khi anh em đứng gần cái vật thể nó sẽ hiển thị đẹp hơn, còn ở xa thì nó tắt. Thì tôi không biết game này nếu như mình tắt á, thì tất cả nó đều đẹp hay tất cả đều xấu nữa, nên thôi bật đi. Hai cái này thì tuyệt đối tắt này, cái Depth of Field với Mountain Lion. Rồi game tương đối bình thường vô thôi. Sao tiếng nó lớn dữ vậy ta?
FPS nhé. Sớm tắt được FPS. I'm back in Jumanji. That is a giant octopus. Có con bạch tuộc khổng lồ á. Thôi, boss giả chưa kịp tắt FPS nữa. Làm gì đây? Nhấn B để né. Đây. X để nhảy. Ê. Nhấn A để nhảy lên cái này á. Ê. Nhấn A để nhảy qua cái tay cầm của nó. Rồi ok. Có đấm nữa nè. Ấy. Con bạch tuộc này nó có 8 cái chân, như CPU 8 core 8 luồng vậy. Nhưng mà nó chỉ xài được có một cái core mà à, đơn nhân à. Ấy. Ủa cho nó lặn xuống mà mình mất máu nữa ta. Kiếm xuống rồi. À, đụng vô cái lỗ đó là mất máu. Rồi chắc nó đục cái lỗ nữa bên đây á. Đó. Nhảy hơi sớm rồi. Mà không có mất máu mà lo gì. Đồ gốc anh của chúng ta trâu lắm. Cái gì đây? Rồi xong rồi. Nó lên được đuôi coi nè. Con tàu thì không thể chịu được nó đâu. Nó đang đổ vỡ rồi. Gào đi Shelly. B để né. Tiếp là để chuẩn bị để nó đó nữa. Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Chúng ta đã trở về Jumanji rồi. Không phải giấc mơ đâu. You think I'd be used to this body by now, but nope. Could be worse. Hello, look at me. And here's Nigel. Welcome, adventurers. Nigel Billingsley, Jumanji field guide at your service. I've been waiting your arrival. Yet again, Jumanji is in great peril. We know. We just got attacked by a kraken. The sky has gone dark. The animals have gone wild. This can only mean one thing. My Aunt Irene is in town. He's about to tell us that someone has stolen the jewel of Jumanji. Yeah, that. What is up with you guys? Haven't you ever heard of a safe? Who took it this time? Funny thing that, we have no idea. What? Seriously? Can we just cut the jibber jabber and roll the cutscene? I'm gonna miss football practice. About time. Shh, pay attention. The Jewel of Jumanji is an ancient artifact that protects the land from curses. Cái hòn đảo nghiền ngủa có một cái sức mạnh kỳ bí gì đó. It is also a source of great power. Pha lê này. As I said, we can't be positive who stole it. However, our suspicions are that the theft is tied to one of three very suspicious groups of individuals. Cái này khá là giống trong cái phim đó. Recently appeared on the island. Chỉ chắc là dựng từ cái phim luôn này. One is a crew of pirates who invaded from the beach. Another is a company of mercenaries who have made their camp deep in the jungle. Rất là nhiều cái bè phái and như the nhau third luôn. Is a band of wild folk who have been terrorizing the forest. We are counting on you to find the culprit, take back the jewel, and save Jumanji. Đó, có ba phe phái chính. So là một cái phe phái cũng bị quân đội với mà trong boss fights this time. I think we're gonna be here for a while. That's the spirit. Now, because Jumanji is a vast place, take this vehicle. It will make your travels more manageable as you hunt down the thief. Sweet ride. Less walking this time? That is sweet. Bây giờ tôi chả thấy nào tắt được cái FPS trên đó nữa. Với lại cái voi lồng tiếng nó lớn mà. Không biết cái cách nào thì dẫn nó xuống không. Cái gì lấy xe nó hả? I'm driving. Everybody hold on to your bike. Thôi, nó ghi hold on. Mù xích thì nghe hay đó. Làm sao để tắt cái FPS bây giờ?
Rồi, tôi hy sinh luôn cái phần mềm. Nó lại hiện ra lựu đạn nha nó. Đây on off off, ok. Đây có gì ở đây nè. Ồ, nó còn để đồ giữa đường nữa nè nha. Chỉ cần tông vô là lấy được cái gì á, không biết có nhặt chưa nữa. Được 25 đồng xu ở góc trên bên phải rồi. Đây là gì? Bắt đầu vào cái chuyến hành trình vào trong rừng, không đi đâu. Con xe này đúng bá đạo luôn, nó chìm dưới nước được luôn nè. Ê ê ê, gớp gớp. Rồi nó không có mở đường cho mình này, mình bắt buộc phải đi vô rừng. There's a crossroad on the map, but we have to lower the bridge. Well, let's investigate. Mình đi tới đây nó mới biểu hiện cái cầu này. Rồi, chúng ta đi vô rừng thôi. Nhấn Y để equip, equip mạnh này, equip cái gì? Không có đồ gì cả. Hiện tại chúng ta chỉ có 3 đồ thôi. Ở dưới, ở trên và con thú. Tự nhiên là tôi chọn em gái này rồi. Hai con hà mã kìa. Con hà mã đang mất mạng á. Đây, body vẫn là 6 múi nha. Có điều cái mặt là hơi kỳ tí. Thử thách đầu tiên là đập hết tất cả các con quái đó. Ra đây cho chị Bem ơi. Gì quanh hết vậy? Sao nó bắt tương tác mà muốn y giờ? Không cho nó đánh đi. Watch it. This path is narrow. Ê ê ê. Chưa gì mất con mạng này. Ok, cái gì đây? Cái này là chết tôi. Ngã ba này mình đi đâu vậy? À, cái ngã ba lừa đảo thôi. Ủa, ở đây có đường đó không? Đi đường nè. Thế giới mở à. À, có cái gương trên đó kìa. Đây là cái cửa lớn thì cần phải tìm cái chìa khóa đi tìm xung quanh thôi. Cái đó cũng cần hướng dẫn nè. Chỉ tiền thôi hả? Ô. Kiểu này chắc là tập trung vô cái design map rồi. Biết bơi không? Đây, chìa khóa đây. Chìa xanh, chìa đỏ hả? Logic tích cáp à? Logic tích cáp mới vô cũng mà đòi một cái thẻ xanh, thẻ đỏ đó. Ở đây cảm giác như cái đường ẩn nha. À không, lừa đảo thôi.
đánh đấm gì đơn giản vậy. Có mất máu đâu, hồi máu. Nhảy qua. Tìm đủ cái chữ Jumanji vô cái map này. Còn cái chìa xanh ở đâu ta? Cua này làm gì còn đường ở đâu? Ai ơi, nó thiết kế bản đồ kìa. Được cái giáo nè, phương thiên quả kích. Ủa, nhảy lên được hả? Đến để phải nhảy lên đó được để lấy cái gì á. Nè còn cái thùng như nó kìa, nhìn khó chịu quá á. Giờ B. Ê ê, không có xuống được, thiết kế bản đồ thiệt á. Mình có cây này nó chặt cây hay là làm gì được không ta? Cái cây giáo này nó còn cao hơn mình nhảy nè. Đây nữa à. Tôi méo xài đúng nhảy nữa đâu. Tôi nhảy chỗ này nó cao hơn. Hết đường rồi, bên này hết rồi. Hết luôn rồi. Chỉ có thể là cái chỗ hồi nãy mình nhảy lên mình bỏ qua nó để như đi lại. Đây rồi, vụ đạn đó. Đi thiết kế cái gương thì dễ nhìn vô. Tốt nhất là nên để cái chìa khóa bên đây, cái gương bên bển. Ai không chú ý thì người ta còn có thể tắt. Rồi ok, qua được cái đoạn đầu. Hơi mù đường đấy anh em thông cảm. Giờ chỉnh độ khó được không ta? Dính đòn đó nè. Tiền méo dẻ đánh quá gì đòn one hit không à.
ngôi làng bị bỏ hoang. Anyway, I'm sure we can find useful stuff here. Hurry up, I feel we're being watched. Bà con nó xếp bán hàng luôn rồi. Đục vô cái lỗ luôn. Ở trên đó chắc ăn có đường rồi đó. Đây, để cho bạc giống nè. Yep. Yes. Cái gì đây, cái cờ màu xanh trên này đó. Chữ U. Nhưng mà làm sao nhảy lên được? Nhảy lúc lên lúc đầu. Rồi ok, chúng ta đã được chữ U. À, lũ đạn trong game. Thiết kế rồi nhảy lên được, lúc nhảy lên cũng được, lúc thì cho mà bình thường đi mới. Bây giờ đi đâu nữa không? Xuống chỗ này thôi. Quay lại cái chỗ nãy rồi mình đi qua không biết có bỏ sót cái gì không á. Không, xuống nguồn tươi trẻ của chúng ta ở đây hết rồi. Nó không cho mình quay lại luôn, bắt buộc mình phải đi qua luôn. Rồi ok. Trời, nó hướng dẫn mình ngồi xuống đi, mình bò qua, mình đỡ bấm cái nhảy à. Ủa, hai nút này chung nhau à? Nhìn mấy con này ghê ghê đó. Ê, ê. Lên. Kìa, trên đó còn cái nữa kìa. Ok, lên được rồi. Lên được cái checkpoint này. This is beautiful. Trời ơi, nó làm cái đồ quả khuôn mặt kìa rồi. If you have vertigo. Làm sao để đánh được nó ta? Hitbox kiểu đéo gì vậy? Tôi đi luôn, kể tiếp rồi đó. Đánh nó không thấy dụng gì hết. Rồi chết luôn rồi. Kệ. Có thằng máy luôn. Rồi rớt nữa. Rồi bay mạng luôn. Rồi mất luôn cái phương thiên quả kích của mình này. Cái cục đó là gì ta?
Hình như nó không có tác dụng gì hết, chỉ để chừng vậy thôi. Hell yeah. Hell yeah. Thiết kế map thiệt rũ đạn nha nó. Có tiền chiêu gì không? Anh Tý đâu đây? Méo gì vậy? Con boss gì đó. Gà chém hai cái rồi nằm. This place is creepy. Ây. Đây tôi mới thấy cái gì cũng phải. Rồi rồi rồi. Bên hồng ở bên hồng bắn nhà. Quiet. Sao mình đi mà mấy thanh niên lại lồng tiếng đó. Con này thì chắc lên bên đây lấy cái gương này. Không tới. Cầm lại kinh. Ok, vàng. Hình như là mình thiếu chữ A rồi đó. Gặp bây giờ đi 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 đi. Được cái gì đây ta? Chị đấm, chị đá, chị đạp. Nó đi luôn kìa. Bên này còn gì đó không? Chỉ là cái ngã ba đi dẫn đường vô gì đó. Rồi, cái con méo gì nữa đây? Ôi ơi, lẩm kim cương. Rồi, thiếu chữ A rồi. Chắc được 2 sao quá, không đủ 3 sao. Zoom đi. Chờ có level nữa chứ. Vậy là xong đó hả? Đấy. Hai thanh niên bên kia chắc tôi không chơi đâu. Tôi chỉ chơi hai nhân vật đầu thôi. Chơi thử đồ gốc thôi chứ hồi tí nữa cũng quay lại em đó. Không biết có khác nhau gì nhiều không?
phá hủy bốn bức tượng thú vật. I definitely hear rushing water. I'm not a big fan of rushing water. We're only on the second level. How bad could it be? Nãy giờ thấy điểm cộng duy nhất của con game này là cái câu lồng tiếng nó làm tầm tạm á. Tầm tạm thôi nha, tôi không có nói là hay luôn nữa. Còn thiết kế map level thì sai thì nãy giờ đúng là có vấn đề rồi. Rồi đập cái biển cái nó ra đồng tiền. Rồi cứ nhảy lên đập mà phải đúng hướng chứ. Bơi ngược dòng, lội ngược dòng. Không được rồi, phải có con kia mới lấy được. Con này chắc cỡ mà sẽ công hay lành. Boomer gun hả? Em gái mỏng manh yếu đuối thì xài cái kia. Xài cái mà phương thiên quả kích. Còn thanh niên cục súc này thì lại cầm mưa găng. Ê ơi, đợi. Không lên được rồi. Thôi đi luôn đi. Tiền bạc gì tầm này. Mày hả tủy, mày hả kỹ. Mày hả kỹ. Rồi rồi rồi. Thôi bỏ đi. Đừng lấy ba cái đó mà. Bơi luôn, không có cần. Không có lấy chữ luôn. Trời đi đâu vậy ông cốc. Mày được hai cái bơm mơ găng rồi. Trên nó chọn chúng luôn kìa. Ambot à. Chứ A nữa kìa. Ủa? À hôm qua nó rồi. Giờ hiểu sao con game này 500.000 mà không ai review hết rồi. Kể tiếp tôi nói đi.
dưới này có đường nữa nè. Cái cây lẫn nè, anh cũng quen rồi. Có chịu thì có. Ở dưới đó có cái gì rồi phải không? Cái gì trắng trắng à? Ông nội là thiết kế cái map vậy, đứng đây đập hỏi cái này á. Còn cái găng cưa đó đó, đáng lẽ phải thiết kế làm sao để người chơi bắt buộc phải nhảy né nó ít nhất một lần. Còn đàn này cứ đợi nó lăn qua thì leo lên nhảy qua luôn. Này phá được không? Rồi mất luôn cái luôn game bung băng găng rồi. Bây giờ tôi chưa hề thấy cái yếu tố gì khác giải đố khác ngoài mà tìm đường. Không biết mình có thể nhảy xuống dưới được không nào? Không có phần đam thì nhảy thoải mái à? Phải đi đường dưới thôi chứ. Đây. Ủa? Nó có cái đường này mà. Mẹ, nó có thiết kế cái đường này trên bản đồ mà sao không đi xuống được. Dạ. Rồi rồi. Chỗ này đi đâu ta? À, nó bắt mình đi đường bên đây cũng được, đường bên kia cũng được. Rồi, chả nhảy tới rồi. Chuyện gì đây? Boomerang tiếp. Chả có gì mới mẻ luôn. Đánh boss rồi đó. Guys, you hearing the drums? Có nghe tiếng trống không? Đương nhiên rồi nghe. What's it gonna be this time? Cái gì đó, cái gì đó. Cái gì vậy? Đảng con game nó điều khiển khó. Giờ anh em hiểu sao nó không chơi chơi mà phím chuột đó. Chơi phím chuột thì game này quá dễ luôn. À, đây có đường nào. Ê.
Vô đây lấy mỗi gương vậy đó hả? Triple kill. Ai ai ai. Cái con đây rồi. Mày hả kỹ. Còn một máu à. Mày bán sao trời? Mới hiểu luôn á. Vậy thôi đó hả? Đây có đường ẩn. Phá hủy 4 bức tượng thú mà không biết phá được nhiêu đó. Chưa anh. Mà sao thôi, chưa lên được level 2 luôn. Game này hơi tệ đó nha. Bạn không thể giải mã được khu đố, bạn hãy đổi nhân vật và tiếp tục cái hành trình đó. Phải tái thiệt, tức là mỗi nhân vật đều có một đặc điểm riêng đó. Chẳng lên đó được. Trời, bóp kẹn nữa. Ủa? À, nó mở ra vùng đất ở dưới kìa. Đi luôn, bỏ cái kia luôn á. Đéo được. Ông cốc đầu thiết kế map mà bắt lái xe lên trên núi gì trời. Nó bắt buộc phải đi với bên kia rồi. Đấy, vô thôi. Thử này á, thử mập này thôi. Mập này nó vẫn là gái à. Gái rất là xinh luôn nên tôi mới chọn á. Đừng đánh giá con người do vẻ bề ngoài. Chỉnh tướng nó đi rồi, cục mịch không? You guys, I think there's a temple near here. This is probably one of those jungle temples with poison darts and spear pits and snakes. Snakes? Don't even try. Venom is my weakness. Chất độc là yếu điểm của em này. Ủa nhiệm vụ nãy kêu làm gì mình quên rồi. Nó cái lúc đỏ này à. Ê ê ê. Thiết kế mấy cái bẫy thì cũng đơn giản phết. Vô hang động cái nhìn đồ quả nó đỡ lên hả? Architecture is like totes amazing. Stay sharp you guys, if it looks dangerous, it probably is.
Bể nè, bể nè. Bể nè. Không có lấy chữ gì hết. Phép gân. Không có lấy kim cương đá bọng gì luôn. Ê, ê. Sự phép gân. Tính hỏi cái gì đó không cóc. Don't get impatient. Gì nữa sao? Nó đi theo thứ tự. Rồi, không tới rồi. Này là gì đó? Khoan từ từ. Mình đi ở trên này mình chỉ nhảy một lần à. This is messed up. Nhảy hụt nữa. Rồi. Mạng mình đâu ta? Nhảy là trễ à. I know it's trying to kill us and all, but you have to admit this temple has amazing technology. Hey. Okay. Bay hả? We gotta run through that. Thôi thôi thôi. Có một phần trên với một phần dưới. Rồi cái gì đây? Vậy thôi đó hả? Đập, hình như chắc đập ở trên này được quá. Vớ vẩn. Chả hiểu làm tác dụng vô. It's kind of peaceful. I can use a breather. Running through deadly traps makes me sweaty. Monkeys. Đúng đúng bữa luôn. Nhìn nó lướt rồi. Ê, nó chụp cái do. Rồi. Chúng ta lỡ lướt xuống. Rồi tan hình mây khói. Chỗ này là né cái lửa nó phun rồi. Rồi bị cái bớt rồi kìa. Không thấy lửa nữa nữa. Chứ nờ cái nó rồi. Cái gương bỏ đi. Giờ không có gương bọng gì nữa hết.
dấu chấm hỏi là cái gì đó. Ủa đúng đường luôn đó hả? Tính đâu bị té chết rồi chứ. This can't be good. Có vẻ không tốt rồi đó. Rồi đấu boss rồi. Nhện. Thôi thôi thôi. Ê, đánh nó được không? Nhìn gớm gớm vãi à. Bye bye. Và đây chắc là mình phải mở được cái mà lồng bên kia ra rồi mới nhấn vô cái nút bên kia một lần nữa. Sao ta? Trời ơi, tao thiết kế cây cửa là sao đó. Đó, đứng đây lỡ kẹt rồi, nó đâu qua được. Đứng. Thôi, thôi. Let's get out of here. Get out of here. We made it. Còn một máu rồi, mắt mắt con khỉ đó. Ủa đừng nó vô đây nữa hả? Rồi level 3 luôn. Ủa level 2 nào vậy? À lên level 2. Cộng thêm cục máu. Để đạt được 3 sao thì mình cần phải vượt qua được cái thử thách, đạt được cái chuỗi số điểm đó. Rồi xong rồi làm được hết cái yêu cầu của nó. Rồi thêm một cái nữa là nhặt được cái đầy đủ cái chữ Jumanji. Ủa cái này sao nó hồi lên. Lên. Cái chỗ này là anh em phải lao từ trên xuống. Anh em thấy có cái dốc ở trên đó đó. Không, em gái của tôi. Tự em này cuối. Something is on the back. Tiger. Tiger. Bia Tiger. Hoàn thành thử thách trong 2 phút. Đấm nó, bỏ chạy hay là được vũ khí không? Xử lý phi đao, học không mà. Có phóng hơn gì nữa? Yes. Rồi chết rồi, hết rồi, hết rồi. Trời ơi, nó cắn mình cái bầy rồi. Cầm hả? Sư tử hống rồi. Ủa mà cọp hống rồi. Đây có gì? Trời ơi, đánh nhau, đánh boss mà nó cho nó về. Võ tông đã hổ, mỹ nhân đã hổ. Bây giờ mình đập lên đầu nó là thế nào cũng bị nó cắn à, nên tốt nhất là vẫn đánh chai đi.
Thế giá. Đừng quản thua thiệt à. Thế giá. Đánh gì đánh combo chứ gì. Rồi chuyển sinh. Ủa không? Trời ơi, như vậy thì dễ rồi. Đứng đợi đấm luôn, chạy bộng nữa. Trời ơi, game. Hoàn thành trong 2 phút. Lên được level 2.5. Chúng ta đi cái nữa nghỉ ha. Game là hơi to thiệt. Không được như kỳ vọng. Gần như là không có yếu tố giải đố rồi luôn á. À mình có thể đi được hai map ở trên ở dưới luôn nè. Tôi nghĩ trong này chỉ là một cái khu thử thách thôi, chẳng có quái gì đâu. Là shop Nigel à. Đây, bắt đầu mới có sự thăng tiến sức mạnh đầu tiên nè. Một vài cái trang sức được có giúp ích cho mình chống chiến hành trình. Nó sẽ mua bằng cái đồng mà vàng. Vậy thám hiểm à. Ba lô. Cái sản. Con này không bán hả? Con phép nè. Mình có là 1.400 thôi. Mua quá gì vậy? Mua găng tay cho em này á. Ủa đi ra làm sao? Kê map đúng chán luôn á. Tỉnh cái đồng xu màu xanh nó được cái gì đó. Ok. Vô. Và những y để trang bị nè. Cộng 1 đam. Rồi vậy nãy mua đôi giày cho em nó đi mua cho ông nội này chi. Ủa gì ta đeo chưa đó? Chắc đeo rồi đó. Tí nữa dành tiền mua đôi giày cho em đó. 500 vàng đúng không? Cái mà cây xích của cái cây mà cái gì? Cây xích A là cái cây như dạng đập đá của thằng Seo Doi đó. Thì có thể phá được vài cái bức tường. Thanh niên này chỉ đánh boss thôi. Như nãy đánh con hổ là có thanh niên này ngon hơn. Đấm luôn cái này. Uh-huh. Uh-huh.
có cái gương bánh kìa, cái gương dưới nước kìa. Map này đưa vào design nó đỡ hơn đó. Rider. Great. Rồi, nó chỉ thiết kế cái cục đó đó thôi. Cái gì đấy? Great. Hút lốp đó. Great. Đúng cục xúc luôn đi, ở đâu phá đó đó. Đánh này nổ không? Không. Không có gì ở đây hả? Chỉ thiết kế cái đường nhảy nhảy gì vậy? Tính đậu ở đây cũng tính đường ẩn nữa, hóa ra là không có. Vậy thôi, nó chỉ có tới đây thôi. Great. Great. Gây. Rồi nó không cho nhảy qua luôn rồi, bắt buộc đi đường đây. Đánh nó gỡ cục máu rồi. Ông nào thiết kế cái nhà vệ sinh giữa biển như thế này? Mở cửa ra, có phần đó. Ủa không đập được hả? Này chỉ có cái boomerang thôi. Bên này cũng chả có gì luôn. Thiết kế map chi gì trời để nó biến nhảy lên đây. Qua bản đi, qua đây coi nữa. Còn cái thùng nó để bay kìa. Cái võng này anh em ở Việt Nam chắc quen à. Bên này thì chả có đồ gì á. Nhìn cái bùa ở ngoài nhóm nhỏ xíu à, mà ở trong thì nó gọc thanh thang chứ. Great. Bạn đi đâu đã? À. Không tới. Bỏ luôn, không quan tâm. Rider. Ủa, chỉ đi qua đây thôi đó hả? Boomerang này gần như là vũ khí bá đạo nhất hiện game này.
cái con hầu ngang di cư anh mày chạy luôn. Không trúng não gì vậy? Nó bay trên trời mình lội dưới đất. Ngứa, ngứa. Mày ngứa, mày ngứa. Bận rồi, bận rồi. Trời trời trời, nó bắn ghê vậy. Cái con thuyền cái đó là không lên được. Đừng ẩn ở dưới không ta. Tide, maybe? Trời ơi! Nghĩ qua bản mạo hiểm cái mạng chỉ vì một vài đồng tiền chỉ đó. Great. Cái gì đó, cái gì đó? Cái nào tôi ghét gì cái thiên nhiên màu đỏ vậy? Đó, cái chỗ nó thiết kế nhảy mình đéo được. Chết luôn rồi. Để nó chết phải nó. Rồi đấm con ta dành rồi. Cái méo gì vậy? Tự bên đó qua đây mà. Rồi không lên được luôn. Nhảy vậy mà bám không được.
này làm gì bằng đường đâu. Mất hết máu nữa kìa. Cái gì đấy? Đủ đạn nhà nó. Chỗ này không có nhảy xuống được. À đây còn đường. Khoan, đi tới luôn hả? Cái gì đây, thiết kế cái vali để vô đường. Rồi đánh boss rồi. Nghe là dép. Gì đó không? Đầy máu luôn rồi. Ủa phải kích nổ cái bình ga nó mở đường hết chứ. Kìa. Rồi chết luôn. Thiết kế cái chỗ đúng hẹp cho con cầm súng. Rồi đây chỉ lấy cái gương thôi. Đem chúng ta quay lại. Chắc đi đường dưới. Thành niên giết người như ngoé vậy. Cái gì? Chết luôn đó. Chỗ này không qua được rồi. Nên là mình bất tử thôi nha. Rồi. Bất lão bất tử, không có gì phải sợ. Không có leo lên đây được. Rồi đủ tiền mua đôi giày với em kia nè. Đi luôn bên kia chắc có đồ ẩn vậy thôi. Đây qua đây lấy được cái bùm mà găng nè. Đừng có nhìn xuống. Té bị dọn cốc ơi, nguy hiểm. Rider. Sao mấy cái thùng này không phá được? Không có target được vô cái thùng nổ.
Tiểu Lý đi đâu? Rồi đập bốn địch lên cái hòm. Bên trái đâu có chữ rồi, mà thằng biến lấy quá. Điên sao? Trời ơi. Chết luôn, lũ đảng nó thiệt. Đứng cách xa cái phút kia. Mất luôn cái bùm gan này. Rồi, tốt rồi. Có cảnh này đẹp nhất trong game nãy giờ. Ok, 1.300 đồng được chứa Uan. Được, nâng cấp được 250 tập vàng. Rồi ok, game này chơi đến đây thôi. Hiện tại thì tôi thấy nó hơi dưới trung bình tí á. Nếu như anh em có co-op với bạn bè được thì nó có thể cải thiện thêm tí. Chứ thực trạng hiện tại thì chơi một mình thì nó khá phế. Anh em nhìn con xe nè. Đó đã không? Rồi, ok, bye bye anh em. Game không dùng phím chuột luôn đó chứ.